Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Hiện tại là bây giờ là mới có hơn 6 giờ sáng, nhưng mà mình đã có mặt ở Định Quán hả? Chính xác là trên trục đường quốc lộ 20 để quay một cái miếng đất vườn ngay cái mặt tiền quốc lộ 20 này luôn. Lúc nào xe cộ cũng tấp nập vậy, mới sáng sớm thì hôm nay là cái miếng đất mình quay nó lớn lắm anh chị. Mặc dù là mặt tiền đường nhưng mà nó tới hả hơn 7.000 m2, hơn 7.000 m2 đó. Cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ có đúng 80 cây số nha anh chị, rất là gần đó. Thì cái miếng đất mình quay ngày hôm nay thì là quay cho chính chủ nha anh chị, tức là mình sẽ để số điện thoại của chủ đất lên để anh chị mình có thể liên hệ trực tiếp và để đàm phán được cái giá tốt nhất. Rồi bây giờ là mình sẽ quay nha. Anh chị nào quan tâm một cái miếng đất vườn mà mặt tiền đường lớn quốc lộ như thế này thì xem hết video của mình nha. Thì đầu tiên là để mình nói những cái thông tin cơ bản của miếng đất này. Trước hết đó là cái địa chỉ chính xác nha. Ở đây là thuộc xã Túc Chưng, xã Túc Chưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì như mình nói ban đầu, cách thành phố Hồ Chí Minh là đúng 80 cây số, đi chỉ chừng 1 tiếng rưỡi thôi, nếu không kẹt xe nha. Còn kẹt xe thì phải gần 2 tiếng, tại vì cái cao tốc Long Thành Dầu Dây nhiều khi đi cuối tuần thì xe dữ lắm. Thì ở đây là trên mặt tiền đường quốc lộ 20 đó. Thì ở đây cách trung tâm xã Túc Chưng, tức là ngay cái bến xe Phú Túc anh chị, là đúng 2 cây số nha anh chị. Thì hướng này nè, cái hướng về thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị. Và cách ngã tư Dầu Dây là đúng 25 cây số, mình đo hết rồi nha, không có lệch đi đâu đâu. Và đây hướng đi về Đà Lạt thì đi đúng 20 cây nữa là mình sẽ tới ngay thị trấn Định Quán, là ngay địa phận Đá Ba Chồng anh chị đó. Tức là nếu vậy thì cần 10 cây nữa là mình sẽ tới cầu La Ngà đó. Và đi đúng khoảng tầm hơn 200 cây nữa là tới Đà Lạt đó. Rồi thì đó, trên đây là trục đường quốc lộ 20. Thì cái miếng đất mình quay ngày hôm nay đây đó, là có tổng diện tích là 7.255 m2, tức là khoảng hơn 7 sào 2. Hơn 7 sào 2 anh chị ha. Thì hôm nay mình quay cái giấc này thì nó mưa nữa, đang mưa. Sáng giờ đi từ 5 giờ đến giờ là mưa. Nên là cái thứ nhất nữa là cái thứ hai đó là thời tiết là mới sáng sớm cho nên là nó hơi âm u, anh chị thông cảm ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay đất này anh chị ha. Quên nói là mình nói thêm một thông tin nữa nha, là đất này thì 7.255 m2. Thì sở hữu mặt tiền đường quốc lộ 20 này nè, là tức là chiều ngang của đất đó chị là 28 m gì ha, 28 m. Thì nói chung là theo mình nghĩ thì mặt tiền chỉ có 28 m thì nói chung là cũng hơi ít, tại vì đất mình nó tới hơn 7 sào lận đó. Nhưng mà thôi, mặt tiền ít thì mới có cái giá mềm, chứ còn mặt tiền nhiều thì giá cao lắm anh chị ơi. Mặt tiền càng nhiều thì giá càng cao đó, cho nên là thôi 28 m thì cũng gọi là tương xứng rồi, đây là cũng tương đối đủ xài ha. Và đất thì vuông vắn ha, tức là nó sẽ chạy dài xuống thì nó nở hậu ra 80 m, gần 80 m nè. Tức là ngang mặt tiền là được 28 m, xuống nó hậu ra được khoảng gần 80 m đó. Và chiều sâu là khoảng tầm 150 m anh chị ha đó. Rồi bây giờ là mình sẽ đi tiến vào chập để quay cho chị xem nha. Rồi ở đây là tính ra đất mình nó cũng được gần 2 mặt tiền anh chị ha. Tại vì chị thấy cổng này không, là cái cổng này là có cái đường, đường này khoảng tầm 4 m đi vô rẫy người ta nữa. Còn đây nè, đất mình nè anh chị, thì mặt tiền mình vừa vô bước vô là anh chị thấy là có một cái gara, một cái gara và một cái nhà cấp 4. Đây bây giờ mình sẽ vô cho anh chị xem nha. Nói chung là ngày xưa người ta ở và kinh doanh ở đây nè, nhưng mà rồi cũng gọi là cũng gọi đổ nợ cho nên nó là do làm ăn thua lỗ nên mới để giờ là để trống luôn á. Và bây giờ bán luôn. Đây, lên đây nó hơi nó cao nha anh chị, tức là đây nè anh chị, đấu loại 10 thấp chấm vậy nè. Tức là đất mà nó cao hơn loại nhiều nha. Tính ra nếu mà cái chỗ cao nhất là nó phải cao hơn tới 2 m á, 2-3 m á, cho nên là đất mà nó cao ráo lắm, cho nên là sau này quốc lộ mà nó có muốn nâng lên thì cũng không lo. Đây
ở quyền cái đã ra nè, với nhà cấp 4. Nhà 4 hiện tại là cũng để trống đó. Đó, cái này anh chị mình có thể tận dụng ha, cũng sắt không nè, tận dụng để mà mình làm vậy như chạm dừng chân hoặc là quán ăn, quán cơm niêu hay gì đó. Phía đối diện mình như là bãi xe hay gì anh chị đó, người ta kinh doanh mình cũng mới làm hay gì đó, đối diện mình là cái bãi xe nè. Thật ra bây giờ sắt đang tăng dữ lắm anh chị, cho nên là mấy cái sắt này là mình nên tận dụng lại nè. Ở cái nhà cấp 4 thì thấy cũng còn kiên cố ha. Ù cha, đất nó cao rồi mà cái nhà nó còn nâng cao lên dữ nữa. Cái nhà này chắc hả, đứng như cái nhà này nhìn xuống chắc hả giống như nhà lầu luôn á. Nè hả, chị thấy không? Nè, cao ghê không? Nói chung là cái nhà và cái xưởng này mình thấy là có thể tận dụng này được. Rồi, là mới khúc đầu thôi anh chị ha. Bây giờ mình sẽ đi thôi vào trong. Thì nãy giờ mình có quan sát thì đất này là dạng như đất đỏ anh chị ha, đất đỏ, nói chung là cũng tốt đó. Nhưng mà hiện tại là mình nhìn thì cũng chưa có trồng cái gì. Nó cũng mấy cái tràm, mấy cái lạc vặt thôi. Tại người ta không có trồng. Nhưng mà theo mình nghĩ á, anh chị mình mua đất này á, có thể là mình tận dụng, tức là mình ở mặt trước thì mình kinh doanh ha, là một cái thì kinh doanh gì thì tùy anh chị thôi, tại vì anh chị mua đất mà chứ phải mình mua đâu, nên là cái đó là anh chị mua thì chắc chắn phải biết làm gì rồi. Còn phía sau này nè, mình có thể làm view nghỉ dưỡng nha, đẹp lắm luôn á, hơn 7.000 m2 mà, tức là xuống dưới nó sẽ thoải xuống lại ha, tức là đất mình nó cao, nó dễ phân biệt lắm, khúc cao của mình khúc thấp của người ta. Đó, đây bây giờ mình sẽ đi qua đây ha, đây để mình đi ngang qua đây ha. Đó, chị thấy một con đường đá 3-4 m gì nè, từ ngọn cổng vô á, từ cổng vô thì vô vườn của người ta. Còn mình đây đất của mình, cái đường này dạng như ngày xưa là cũng cũ đất, tức là cũng cũ đất bên đây nè anh chị, nhưng mà cái người ta mua rẻ đây nè, cái người ta mua 3 m của mình. Đó, thật sự là ngày xưa đất là của mình đó. Đây mấy cái tràm, cái view cũng hay lắm anh chị. Đó, để chút xíu nữa mình sẽ bay lại cam lên chị, mình thấy cái cảnh quan đẹp lắm. Đó, thật sự là quay cái giờ này thì nó hơi tối, tại vì mới rạng sáng à. Đó, ánh nắng mới nhú lên nè. Nhưng mà cái cảnh bình minh ngắm bình minh cũng hay lắm ha. Mặt trời hình như nó mọc sau lưng mình. À, đất của mình là hướng tây nam anh chị ha, đất của mình là hướng tây nam, cho nên nó là mặt trời mọc ở sau đít mình, còn lặn là lặn trên đầu mình. Đây, ồ cũng có cũng có được mấy cái chôm chôm nè anh chị, nè có cái trái nè, ồ cũng được cái mấy hai ba cái chôm chôm gì đó, rồi chuối này cũng lặt vặt thôi, nói chung là cũng không đáng kể. Cái này anh chị mình về mình trồng thêm ha, đất này rất là tốt. Đây nè, phía bên hông mình nè, ta trồng ha quá trời luôn nè, trồng chanh, trồng tắc, trồng bưởi, lum la nè. Đặc biệt là phía đằng sau, hồi nãy mình ngó sau nè anh chị, là trồng sầu riêng luôn nè. Đó, cái đằng sau mình cái vườn mới đẹp nè. Đó, tức là cái vườn này là cái vườn nằm đằng sau đất mình á. Nó mua 3 mét đường của mình á. À, ta trồng sầu riêng nè. Đó, nhà vườn bỏ phân ha, ta bỏ phân mua phân nè. Đó, đất của mình mà ha nằm ở mặt tiền đường mà làm nguyên trang trại ha, đẹp lắm luôn á. Ồ, phía xa có cái view ha, view dừa nè. Mình có nghe chủ chia sẻ là ở đằng cuối đất mình đó anh chị có suối nữa. Nói chung là ở đây thì như chủ có chia sẻ mình thì ở đây mà nuôi trồng làm nhà yến cũng rất ok nha anh chị. Ủa nè phía chị, wow, phía sau mình kìa, cái bưởi nè, đã ghê chưa. Ui cha, đất tốt ghê luôn á, nhìn nè, cái vườn này chắc người ta chăm kỹ lắm nè. Bưởi nhìn ha, cây bay lớn bưởi cho bá luôn, mà nhìn cái lá tươi rối vậy, không có bị sâu bị xiết gì trơn nè. Cái bưởi nhìn là biết là người ta chăm dữ lắm mày. Còn nhiều khi vô mấy vườn mà không chăm á, những cái bưởi nó ghê lắm.
Ồ, có cây sò nữa anh chị. Coi sò có trái nữa nè. Trái quá trời luôn nè. Ồ, cũng được vài cây ăn trái chứ bộ. Chứ không phải không có đâu. Xuống phía sau là trồng nhiều nè. Đất đất đỏ y như bên Đỏ Ba Giang anh chị nè. Đất này rất là tốt. Đó. Nói chung là đất rộng lắm cho nên là mình không có đi hết ranh cho anh chị xem đâu. Bên kia nó cũng thẳng, nói chung là hai cái đường, hai cái ranh bên hông là thẳng. Đó, thì mình nói rồi, mặt tiền 28m xuống dưới nở hậu ra 80m là giáp với cái vườn bưởi, vườn sầu riêng mà mình mới quay á, mới cho anh chị xem á. Chung một lát nữa mình anh chị về xem sổ là thấy là mê liền à. Sổ đẹp lắm. Không có bị méo chỗ nào hết trơn, thẳng một đường không à. Đó, đây, giờ mình đi lên chị ha. Tức là đỉnh dốc, đỉnh cao nhất là chỗ đó đó. Xong rồi càng xuống 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 là nói chung đất mình nó nhẹ nhẹ nè chị. Lên dốc, xong rồi xuống dốc nhẹ nhẹ xuống. Đó, xuống dốc nhẹ nhẹ thôi. Tới cái nhà người ta mới xuống nhiều. Tại vì xuống dưới là suối anh chị. Thường là đất mà giáp suối á, là nó sẽ thấp. Đó, của mình thì không có giáp suối. Của mình gần giáp suối thôi. Cho nên là vẫn cao ráo. Nhưng mà gần giáp suối thì được cái lợi thế là mình nói rồi, có thể làm nhà yến rất là ok hả? Tại vì có còn thiên nhiên, còn suối, còn nước nè, nên là chim yến họ nó dễ bay về. Cái vườn bên đây nè, chồm chồm chồng quá trời luôn chị, đẹp ghê. Rồi, nói chung là nãy giờ là anh chị mình ngó sơ sơ là thấy là đất mình nó như thế nào rồi ha. Đó, nó cũng rõ ràng thôi, không có gì phải quay nhiều hết. Thì mình báo luôn cái giá nha anh chị. Hiện tại là chủ đang kêu với cái giá là cho cái miếng đất hơn 7.000m² mặt tiền đường quốc lộ 20 này, cách thành phố Hồ Chí Minh 280 cây, là 10.5 tỷ nha anh chị. 10.5 tỷ. Nếu mà chạy ra tính theo mét vuông là hơn 1 triệu m², hơn 1 triệu m² cho cái đất ha tiền đường. Nghe thì cũng rẻ đúng không, nhưng mà tại vì nó rộng quá, nó tới hơn 7.000 cho nên nhân ra tới hơn 10 tỷ nghe nó lớn. Thật sự là nó tính là mét vuông có hơn 1 triệu à anh chị. Mình không phải mình nói mình so sánh, nhưng mà thường thường chị thấy không, đất mặt tiền bây giờ là tính mét vuông cũng phải mấy triệu mét vuông chứ ít gì, còn này chứ hơn 1 triệu thôi, nhưng mà tại vì nó rộng quá, nó rộng quá nên nghe giá nghe hết hồn, hơn 10 tỷ ha. Nhưng mà lợi thế thì mình nói rồi, cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 80 cây thôi, mặt tiền quốc lộ 20 này. Đó, cách trung tâm xã Túc Chân là đúng 2 cây thôi. Nói chung là ở video này mình sẽ không quay đường xá đâu. Tại vì đất mình ngang tiền rồi, nó rõ ràng quá rồi, cho nên là cũng không phải quay nhiều. Bây giờ á, trước khi cho anh chị mình xem sổ và cái vị trí trên Google Map á, mình sẽ bay livecam lên ha. Bay livecam lên cho anh chị xem toàn cảnh cảnh quan một lần nữa để anh chị mình hình dung bao quát cái khu đất này nha. Rồi, trước mặt anh chị chính là cái đường trước đất mình anh chị ha. Mình sẽ bay lên cao cho anh chị xem. Đó, đường ướt, còn ướt anh chị ha, mới mưa xong. Đối diện mình là một cái bãi xe. Đó, dân cư anh chị thấy không, xung quanh nè. Hướng này là hướng đi về thị trấn Định Quán, hướng đi về Lâm Đồng, Đà Lạt anh chị ha. Đi khoảng tầm 20 cây là mình sẽ tới trung tâm của thị trấn Đá Ba Chồng. Đây, phía bên hông mình nè, chung là cây có chứ mảng xanh còn nhiều, khu này thì còn mảng xanh nhiều. Đó, đất mình anh chị, bên hông có cái đường chị thấy không, cái đường 3m xuống đẩy người ta đó, cái vườn trái cây á chị thấy không. Đó, hai ranh giới rõ ràng luôn ha, bên mình là đất đỏ, đất trống. Đó, còn bên kia là cái vườn trái cây của người ta. Đó, mới 6 giờ hơn cho nên sương mù chị thấy không. Đó, view đồi nè, sương mù. Đây, bên hông mình là nguyên cái vườn chôm chôm, vườn chôm chôm chị ha. Ở đây, hướng này thì đi về thành phố Hồ Chí Minh, hướng đi về ngã tư Dầu Dây. Đó, cách ngã tư Dầu Dây khoảng 25 cây. Ở đối diện mình thấy chị ha, mấy cái nhà gỗ nè, đẹp lắm nha, nhà gỗ nhà. Đây, đây nhìn lại mặt tiền đường mình ha, có một cái nhà ra giống cái nhà, nói chung là còn tái sử dụng được. À, bây giờ là mình cho anh chị mình xem cái sổ hồng của miếng đất này anh chị ha. Đây, số tờ 37, số thửa 235, địa chỉ là ấp 94, xã Túc Chân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
diện tích chính xác của nó là 7.255 m2 ha anh chị ha, toàn bộ để trồng cây lâu năm chưa lên thổ cư. Rồi đây chính là cái hình dáng đất mình anh chị. Đó, mặt tiền đường quốc lộ 20 ha, có dính lầu giới nha. À, dính lầu giới là khoảng 489 m2, nhưng mà không sao, đất mình dài miên man mà không có lo. À, mặt tiền là được 28, nở hậu được 80, dài xuống là 1,5 m nha anh chị. Đó. Chung là hình dáng đất thì rất là đẹp rồi. Và cuối cùng là mình sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí của miếng đất mình trên bản đồ vệ tinh ha, để anh chị mình dễ dàng hình dung. Đây, nhìn trên bản đồ vệ tinh thì cái đất mình cũng rất là rõ ràng nha anh chị. Đó, nó hình hả nở hậu nè, chị thấy không? Đất trống. Phía sau mình là cái vườn trái cây của người ta, bên hông mình cũng là vườn trái cây. À, đối diện mình là cái bãi nè, cái bãi xe nè. Và đặc biệt là của mình đó là gần với là một cái trạm dừng chân cũng khá là nổi tiếng, trạm dừng chân Thảo Nguyên anh chị ha. Đó, anh chị mình nếu mà có biết sử dụng bản đồ Google Map á, mình gõ cái trạm dừng chân Thảo Nguyên đi. Đó, thì từ thành phố Hồ Chí Minh thì tới đất mình trước rồi sẽ tới trạm dừng chân này. Nó cách chỉ có chắc chừng 100 m à. Đó, cái trạm dừng chân Thuận Phát nữa nè. À, thì như mình nói ban đầu là đất mình á, là cách trung tâm của xã là chỉ có 2 cây nha anh chị nè, anh chị thấy không? À, đúng 2 cây, ngay cái bến xe Phú Túc nè. À, đây trung tâm của xã Túc Chân nè anh chị, nhà thờ nè, chợ Phú Túc nè. Đó, mật độ dân cư dày đặc luôn. Đó, đầy đủ hết, nói chung là chỉ trong bán kính 2 cây số là không thiếu thứ gì ha. Rồi nếu mà đi thêm hướng về Đà Lạt á, khoảng tầm 20 cây số ha, là đây là mình sẽ tới thị trấn Định Quán. À, nghe đá ba chồng ở đây nè anh chị. Rồi ngược lại nữa thì đi khoảng 25 cây là mình sẽ tới ngã tư Dầu Dây. Đó. Rồi tiếp tục đi cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh thì cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 80 cây nha anh chị, 80 cây là tới thành phố Hồ Chí Minh. Nên còn đi về thì, Đà Lạt thì mình nói rồi, khoảng tầm hơn 200 cây. Nói chung là cái vị trí thì rất là đẹp. Nói chung là thì thấy không? Còn về giá thì mình không có bàn, tại vì bây giờ chỉ nói về đất thôi. Đất thì rất là đẹp rồi. Đó, nó mặt tiền đường nở hậu, đất cao ráo màu mỡ, vừa phù hợp kinh doanh mà vừa phù hợp để nghỉ dưỡng luôn, mà có thể kết hợp làm nhà yến nữa. Đó, phía đây bên đây là hồ Quyên, hồ Chi An nè anh chị. Đó. Rồi thì nói chung là về cái vị trí này thì mình chắc không phải nói nhiều rồi ha. Đó, anh chị mình cứ trực tiếp gọi điện chủ đi để mình làm việc về giá cả thôi, còn cái đất thì mình thấy là nó quá rõ ràng rồi. Đó. Rồi thì vậy thì mình xin phép kết thúc cái video này tại đây. Đó, anh chị nào mình quan tâm thì cứ trực tiếp điện chủ theo cái số điện thoại mình để dưới màn hình nha. Rồi những còn những anh chị nào mà có nhu cầu muốn quay nhà đất chính chủ giống như clip này á thì cứ alo cho mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi xin phép chào anh chị nha.